Bữa nay mình lên cho anh em tiếp tục mình lên cho anh em con sấm đồng nha anh em. Con này thì cái dàn ngoài của nó là con này kèm gấp khá nha. Chim kèm gấp khá. Rồi rước nước rước của nó thì rước rất mạnh. Hồi anh em vào xem đầu clip đó là con này thì nó về tàn nó đứng trên đầu con mồi á. Nó rước cũng khá lắm. Một tăng như vậy rồi nó mới rớt là nó rớt ở đằng xa nó mới gù dài vào. Rất lần sau nó gù nó gù chạy dài vào nha anh em. Mà xui có một cái là nó rớt xuống nó mới có gù ra được có 5-7 sấp gì à. Nó dính giò. Nó dính giò sớm đi. Mình cũng tưởng đâu chim trận rồi nên mình đánh giò cũng hơi thưa. Đánh có 3 chân giò thôi anh em nhưng mà đánh hơi hơi thưa tưởng chim trận. Đó. Rồi nên nó dính sớm nhưng mà chim dính sớm mà nó vẫn còn máu lì nha, nó vẫn máu lì đứng đấu nha. Nó đứng đấu còn khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ á, nhưng mà mình rút gọn video, mình rút gọn clip lại để đưa em nó lên cho anh em thẩm nước chơi. Còn đây là ngoại hình của em nó, chim thì đó, đây ngoại hình em nó đây, bình thường ăn uống ổn và ok hết. Mình đưa ngoại hình em nó lên cho anh em xem và vào xem thẩm nước chơi của em nó. Ưng thì alo Q69 để đón em nó về chăm sóc. Con này thì kèm tốt nhưng mà chim này là mùa này mình đi đánh chim này là gốc đánh ở Đắk Lắk nha, mình đi đánh Đắk Lắk nha. Mà mùa này nó bị ở ngoài nó bị gió với thời tiết nó lạnh quá nên chim nó cũng không được chung cho mấy nha anh em. Nhưng mà đối với con này mà nếu mà nó mình chịu chơi như vậy là con chim cũng quá trời đạt. Từ cái độ lì đến và cái nước chơi nha anh em. Mùa này thì nói chung đi đánh những cái con nào mà đa phần những cái con nào mà mình đánh là một là chim ngay cội, hai là chim những cái con nào mà nó có tố chất lắm nó mới về đấu đá nha anh em ơi. Bởi vì vừa gió mà lại vừa thời tiết lạnh nữa nên chim nó đa phần bị tuột lửa chân à. Mà những con nào mà nó có máu lửa hung hăng hoặc là ngay cội nó là mình mới thu phục quá được nha anh em. Con này thì mình đánh nó nói chung cũng ngay cội nó nên mình cũng tưởng đâu nó là một chim trận nên mình đánh ba chân giò hơi thưa, nó rớt xuống nó gù được đâu 5-7 sấp về dính này. Rồi mình thấy nó dính rồi thôi mình ghét mình không thèm ra bắt luôn. Mà không ngờ gặp ngay con chim nó quá lì dính mà nó vẫn đứng nó đấu lại với mồi nha anh em. Sấm đồng tuyệt vời luôn, chim thì ngoại hình ok lắm, rất đẹp và tuyệt vời đó cho anh em. Rồi mời anh em vào xem clip gần và thẩm nước chơi của em nó. Ưng thì alo Q69 số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để đón em nó về chăm sóc và để gọt mồi chơi nha anh em. Đây hình ảnh của em nó đây, anh em coi rõ lại đó. Tuyệt vời luôn. Chim này là chim tơ nha anh em. Đó anh em xem bây giờ cái chim đó nè. Chim tơ non, chim tơ của mùa này luôn nha. Đó, hình ảnh em nó đây. Rồi, mời anh em vào xem clip gần và thẩm nước chơi của em nó. Ưng thì alo Q69 để đón em nó về chăm sóc nha anh em ơi.
Thank you.